Hello, Kiều Mỹ xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Kiều Mỹ Vlog ha. Thì lời đầu tiên Kiều Mỹ cũng xin mến chúc toàn thể đại gia đình thân yêu ngày mới được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và thành công cho cuộc sống nha. Thì giờ trước mắt các bạn đây là ba em thú cưng nhà mình bạn, một em chim vẹn ngực hồng, một em chim nhồng và một em chim cửng. Thì ba em này thì mình cũng nuôi cách nhau cũng tầm 2 tháng bạn. Em vẹn ngực hồng thì đến nay cũng tầm 6 tháng tuổi rồi. Còn em chim nhồng với lại em chim cửng thì mình nuôi đến nay cũng tầm hơn 4 tháng tuổi các bạn. Đó, mình nuôi từ chim non lên luôn ha. Mình về thì mình đút bột cho nó ăn rồi nuôi dần 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 dần. Đến bây giờ thì 4 tháng mấy và 6 tháng mấy tuổi rồi. Đó, bạn thấy không? Thì hiện tại thì mình cũng nghe nó cũng đã bập bẹ được những cái từ mà mình dạy nó các bạn. Tuy nhiên thì nó cũng chưa có rõ ràng cho lắm. Thì mình cũng sẽ cố gắng mình nuôi mình dạy nó đến khi nào mà nó biết nó nói chuyện thì đó là những cái thành công của những người nuôi chim ha. Còn nếu mà mình nuôi những cái dòng chim biết nói chuyện nè mà mình cứ nuôi hoài mà nó không biết nói chuyện á thì đó là cái thất bại, đó là cái thất bại của những anh em mà nuôi chim chứ không phải là mình nuôi rồi nó có nói chuyện thì mình vui, còn nó không có nói thì mình có chim mình chơi. Nhiều bạn mới chơi thì các bạn hay suy nghĩ như vậy, nhưng mà thực tế mình dấn thân vô mình nuôi những cái con chim này các bạn thì mình đã trải nghiệm được rồi. Thì không phải là cái việc mà nuôi để cho vui đâu, nhưng mà mình nuôi những cái dòng chim hót á thì bắt buộc là con chim đó nó phải hót, còn nuôi những cái dòng chim nói á thì bắt buộc phải làm sao để dạy cho nó có thể là nói chuyện được. Thì đó là những cái thành công của những anh em nuôi chim ha. Thì những ngày vừa qua có rất là nhiều bạn họ có đặt comment hỏi mình là tại sao chim nhà họ nuôi á tầm 6 7 tháng tuổi rồi mà chỉ nghe nó hót nó kêu thôi chứ ngoài ra thì không có nghe nó nói chuyện. Thì các bạn có hỏi mình là nguyên nhân tại sao và làm sao để cho chim nó nói chuyện được nhanh hơn. Thì cái câu hỏi này thì đặt ra thì rất là làm khó mình, tại vì các bạn hỏi là nguyên nhân tại sao thì mình còn biết đường trả lời, chứ cái cách mà để làm cho chim mà nó nói chuyện được nhanh hơn thì đó là thua rồi. Cái đó là chỉ có chuyên gia về chim đồ này cái nọ thì họ mới có thể làm được thôi. Thì trước tiên mình sẽ trả lời là cái nguyên nhân tại sao mà cái chim của các bạn chưa có thể nói chuyện được. Thì do là khi từ non lên đó bạn, thì tầm khoảng chừng 6 7 tháng tuổi á, là con chim mình nó thuộc dạng nó cũng còn non chứ nó cũng chưa có trưởng thành đâu. Chim mà tầm khoảng chừng 1 năm trở lên á, là các bạn hãy trông đợi vào cái việc mà nó có thể là nói chuyện được ha. Còn nếu mà chim mà từ non lên mà mới tầm khoảng chừng 6 7 8 tháng tuổi á, thì con nào mà có tố chất tốt dữ lắm á thì nó chỉ bập bẹ được thôi, nó chỉ bập bẹ được thôi. Mình nghe giống như mình dạy nó từ có khách đi thì nó cũng nói líu theo là cái từ có khách đó, nhưng mà nó cũng chưa có tròn vành gõ chữ cho lắm. Thì chim mà tầm khoảng chừng 1 năm trở lên đó, là nó có thể là nói rõ hơn, to hơn đó. Còn nếu mà các bạn mà muốn lột lưỡi chim ngay tại thời điểm mà nó có thể là nói chuyện được á, giống như là mình cảm thấy là 1 năm rồi đó nó đã nói chuyện được rồi, mình nghe đã nó đã to đã rõ rồi á, thì mình có thể là tiến hành mình lột lưỡi cho nó để cho nó nói chuyện được tròn vành gõ chữ hơn. Và những cái lần lột lưỡi tiếp theo á thì các bạn phải cách nhau ha, giống như các bạn lột lần đầu á là tháng 5 đi thì tầm khoảng từ tháng 8 tháng 9 các bạn hay lột nữa, chứ bạn đừng có cái tháng nào các bạn cũng cũng đè em chim ra lột lưỡi hết á thì làm cho em chim rất là mất sức bạn. Tại vì mình lột lưỡi là mình sẽ đã tác động lên cái lưỡi của con chim một cái lực rồi, giống như là mình cạo cái lớp sừng của nó thì làm cho nó đau nó rát, nhiều con nó cũng quản này bạn. Đó thì mình sẽ bỏ một cái thời gian tầm khoảng chừng 3 đến 4 tháng để cái thời gian dài dài á để cho con chim nó quên hẳn đi, quên hẳn đi cái vết đau đó. Thì khi mà nó đã quên rồi thì mình muốn lột nữa thì mình lột, còn nếu mà không lột nữa thì con chim mình nó vẫn nói chuyện bình thường ha. Đó thì cái nguyên nhân tại sao mà có những chú chim mình 6 7 tháng tuổi mà nó chưa biết nói chuyện thì Khi Nguyễn cũng đã giải thích cho các bạn nghe như vậy rồi. Còn cái cách mà để tập cho những chú chim mình nó nhanh nói chuyện hơn á thì mình thì chỉ hiểu theo là những cái kiến thức mà mình có được trong quá trình mà mình nuôi chim thôi. Thì các bạn cũng nên gắng cố gắng là khi mà các bạn có thời gian á, thì các bạn sẽ ngồi đưa thức ăn cho nó và dạy nó, giống như là kiểu mình đưa cám hay là đưa sâu đưa dế gì đó đưa cho nó ăn, rồi mình dạy nó những cái từ mà mình muốn dạy, giống như từ khó khách hay là chào khách hay là
những cái từ gì đó mà các bạn muốn tập cho những chú chim nhà mình. Còn còn nếu mà các bạn mà không có thời gian á, thì các bạn cứ phải dựa trực tiếp vào những cái máy, và giống như Phi Nguyễn nè, mình chỉ dựa vào những cái máy như là máy cùi bắp như thôi đó, máy có thể nhớ, rồi mình sẽ ghi âm vào đó. Đặc biệt là Phi Nguyễn cũng có nghe những người mà anh, những người chú họ đi, họ nuôi chim các bạn, họ nuôi chim trước mình thì họ có truyền lại cái kinh nghiệm là nên nhờ những đứa bé là tầm khoảng chừng 4 5 tuổi hay là 5 6 tuổi gì đó, những đứa trẻ con á, thì nó đọc cho mình ghi âm, giống như là mình dạy nó cái từ mà có khách thì mình kêu trẻ em nó nói theo cái từ chào khách đó, thì mình sẽ ghi âm vào trong cái máy, rồi mình sẽ mở cho những chú chim mình nghe. Nghe mình mở luôn 24/24 luôn, khi mở khi nào hết pin thì mình đem sạc, sạc xong đầy pin thì mình lại mở cho nó nghe tiếp. Nói chung là những cái dòng chim của nhà Khi Nguyễn là áp dụng theo cái phương pháp đó, thì mình mở trực tiếp cho nó nghe 24/24 luôn, khi nào hết pin thì mình đem sạc, sạc xong mình lại mở tiếp nữa đó. Thì mình nếu mà mình thời gian bận thì mình cứ mở cái máy ghi âm lên và phát cho nó nghe thôi đó. Thì dần dần những chú chim mình nuôi thì có chim cưỡng nè, chim nhồng, thì hai cái loại chim này thì nó tiếp thu cũng khá là nhanh. Và những cái loại chim mình nuôi, những hai dòng chim đó mình đã nuôi được 4 con rồi, thì thưa với các bạn rằng nếu mà tố chất của nó tốt là tầm khoảng chừng 7-8 tháng tuổi từ non lên ha, là nếu mà mình dạy trong một cái phương pháp như vậy thì tầm 7-8 tháng tuổi là con chim mình nó đã bập bẹ, nó đã nói được rồi bạn đó. Thì các bạn cứ áp dụng vào như vậy ha. Chứ như các bạn hỏi mình là cái cách nào nhanh nhất thì thưa với các bạn rằng là cái cách nhanh nhất thì chỉ có là mình ngồi mình tập luyện, mình huấn luyện cho nó thôi, nhưng mà phải trải qua cái thời gian rất là dài bạn, chứ không có cách nào mà nhanh nhất đâu. Tại những cái dòng chim mà nó đâu phải như con người mình đâu. Con người mình thì giống như một bài học thì mình có thể học thuộc lòng được, còn con chim mình nói một từ có khi là 7-8 tháng trời thì nó mới học được một cái từ đó đó. Thì đây là cái vấn đề chung ha, anh em mà nuôi chim thì phải chấp nhận thôi. Với lại nhiều dòng chim á, giống như chim sáo đen đồ, sáo nâu đồ á, thì có con á, mình dạy nó tầm khoảng chừng 2-3 năm trời nó cũng chưa nói được một từ nữa. Tại vì những cái con đó là cái tố chất nó không được tốt các bạn, thì mình cũng phải gắng chấp nhận thôi. Nói chung mình nuôi những em thú cưng mà, thì nếu mà được á thì mình rất là vui, nói chuyện được hay là làm cái trò chiêu trò gì được á thì mình rất là mừng. Còn nếu mà nó nói không được á thì mình sẽ giống như là cái kiểu mình sẽ lọc bớt đi, giống như mình nuôi 5 con 10 con gì đó thì mình sẽ lọc bớt đi những con tố chất không tốt, các bạn cứ thả về thiên nhiên cho nó sinh sôi phát triển nòi giống. Còn những con mà tố chất tốt nói chuyện được thì các bạn giữ lại bạn chơi ha. Vì rồi Khi Nguyễn cũng xin kết thúc cái video mình tại đây ha. Mình chúc toàn thể đại gia đình thân yêu có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha.